Hello, xin chào các bạn nha. Và mình là Gmega Man đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vận chuyển hàng ha các bạn. Và đơn hàng lần này của mình phải nói là cực kỳ đặc biệt luôn. Đó chính là đi giao xe bọc thép về miền quê cho cảnh sát cơ động Việt Nam ha. Mình hiện tại đang kiếm cái chỗ lấy xe nè các bạn ơi. Hồi nãy giờ có anh trai kia chỉ, mà bây giờ chạy tùm lum tùm la luôn, lạc đường rồi. Ở phía bên kia mình thấy có một cái nhà xưởng nha các bạn. Để mình qua kia mình coi thử ha. Con xe này thì ở tập trước mình đã thấy nè các bạn. Ngay chỗ bệnh viện đó, cái tập mà mình đi hộ tống mà mình không biết là ai để đó, mà tập đó mình lấy con xe này đi không được mới ghê chứ, mình đi hộ tống mà các bạn. Nên lần này mình vào đây mình sẽ thử lấy con xe này chạy một vòng ha, mà công nhận nó mạnh lắm các bạn ơi. Hello mấy anh trai, hello mấy anh trai ơi, mấy anh trai có biết chỗ nào đậu xe bọc thép của cảnh sát động Việt Nam không? Cái kho xe đó mấy anh. Mấy anh trai ơi, cho em hỏi cái kho xe đi, cái kho xe của cảnh sát động Việt Nam á. Trời ơi, sao đánh em rồi, cái gì vậy? Em chỉ hỏi đường thôi mà. Ủi, em chỉ hỏi đường thôi, rớt nón rớt bất kiến ra ngoài luôn. Hàng hiệu của người ta, hàng hiệu của người ta, trời ơi, hàng hiệu của người ta đánh rớt ra ngoài rồi sao lụm lại được đây. Trời ơi, rớt đồ của mình luôn các bạn, mình chỉ hỏi đường thôi mà. Trời ơi, ui, để đi chung với mình cầm cái dao kìa. Rồi xong phim rồi, lụi rồi, thôi lên xe thôi anh đệ ơi, đệ của mình hổ báo quá các bạn ơi. Mình chỉ định hỏi cái kho của cảnh sát cơ động Việt Nam thôi các bạn, cái kho đựng xe bọc thép ha. Mà mấy anh trai này hung dữ quá, tự nhiên là đánh mình. Bây giờ mình phải bắt đầu đi kiếm thôi các bạn. Chỗ này thì không phải cái kho rồi, buồn ghê luôn á. Con xe này mà nó tên là con Turismo như các bạn, bản R, chạy hơi bị dữ luôn á. Đã lắm các bạn ơi, ngày hôm nay mình lấy nó đi chơi là đúng rồi. À đây rồi các bạn. Trời ơi, làm hồi nãy mình chạy nguyên một vòng luôn, đáng lý là mình chạy thẳng là đến nơi rồi. Cái này mình chạy đúng một vòng luôn các bạn, vào đó đánh lộn với người ta nó mới ghê chứ. Rồi xuống xe đi nhận hàng thôi các bạn. Ngày hôm nay đi vận chuyển mà chạy siêu xe. Hơi bị xe nha các bạn, kiểu như là chạy vận chuyển cho vui thôi, chứ thật sự ra là mình có tiền sẵn rồi. Đó, lấy cái nón với mắt kiến của mình ra các bạn ơi. Đồ đẹp của người ta đánh xong mà rớt đồ của người ta hết luôn. Ok, em chào mấy anh trai nha. Em chào anh. Rồi anh trai ơi, cho em hỏi con xe nào của em vậy? Con xe nào mà em đi giao vậy? Ở đây mình thấy có hai chiếc lận các bạn, xe bên đây với lại là xe bên đây. Mà mình thấy chiếc này hình như anh trai đang kiểm tra nè, kiểm tra hốc bánh, kiểm tra lốp với lại kiểm tra máy móc đó các bạn. Đó kìa, anh đang coi xe kìa. Nên mình nghĩ là mình sẽ đi giao con này quá. Con này thì vẫn còn đang kiểm tra ha, nhưng mà bụi hơi nhiều các bạn ơi, hơi bị bụi luôn nè, kiểu như là để trong kho lâu á, xe nó hơi bụi ha. Còn con xe bên đây thì lắc o luôn. Để một chút nữa mình vận chuyển lên xe rồi mình sẽ vệ sinh lại cho nó nha các bạn, tẩy rửa cho mấy ảnh sao mà cho sạch sẽ nhất luôn. Ui, xe nổ máy sẵn luôn nè. Rồi em chào hai anh nha, bây giờ em sẽ nhận xe và đi giao cho mấy anh ha. Đây các bạn, con xe nè, lên xe thôi anh đệ ơi. Wow, các bạn coi nội thất bên trong nè. Đúng là theo kiểu xe ngoài đồng quái đá đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chạy nó ra ngoài đây nha. Ra ngoài đây rồi mình sẽ nâng xe lên sau các bạn, bởi vì trong đó tối lắm, mình nâng xe lên sợ các bạn không thấy nè. Mình lui vào đây chút xíu đi, chỗ đó là đường băng của máy bay các bạn ơi. Xe này là xe nhập khẩu nha các bạn. Ở đây thì cũng có một đội chung đội của mình nè các bạn ơi, nhưng mà hình như đang sửa xe hay sao á, xe nâng này bị hư rồi. Wow, các bạn coi nè, cái gì mà đem cục máy ra ngoài, cái bô nè, hai cái luôn, rồi cái ghế nữa, trời ơi. Xe gì mà banh ta long rồi, rã đồ món tùm lum tùm la luôn, vậy sao đi vận chuyển được. Cái này chắc là mình phải đi vận chuyển trước thôi các bạn ơi. Một chút nữa cho mấy ảnh theo sau đi, mình đi trước ha. Rồi mấy anh trai ơi, em đi trước nha, bye bye mấy anh. Xe gì mà hư tùm lum tùm la à, trời, các bạn coi nè, vẫn còn đang sửa nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lên con xe của mình nha các bạn. Để đó đây, lên xe đi chung với mình nè, đừng có ngồi sau nha. Trời ơi, chưa kịp nói nữa, lên ngồi trước chung với mình không ngồi đâu, ra ngồi sao chi không biết nữa. Thôi các bạn, mình sẽ đậu xe ngoài đó nha. Rồi, lấy đầu qua đây, lấy đầu qua đây, hạ dàn năng xuống nè. Cái dàn năng này mỗi lần mà hạ xuống và lại kéo lên các bạn là các bạn phải ngủ mấy giấc ha. Có khi các bạn đi ăn cơm xong các bạn lại xem là mình vừa kéo xong luôn á. Lâu lắm. Rồi ok, để chút nữa lên trước ngồi với mình nè. Tự nhiên ra sao ngồi rồi, có hai anh em mà đi chung với nhau, ngồi chung với nhau cho vui chứ.
Rồi lên xe, lên xe. Mình sẽ chạy lên ngay chỗ cái vòng xanh này nha các bạn. Sau đó mình sẽ kết nối ha. Rồi kết nối. Nhấn X để kết nối. Đây các bạn, con xe này đã lên bộ tem của cảnh sát cơ động Việt Nam nè. Có cả lá cờ trên nắp capo luôn nha. Đẹp quá các bạn. Wow, các bạn coi nè. Nhìn lắng o con xe luôn. Wow. Rồi kết nối đi, kết nối đi. Cái gì vậy? Đi mấy vòng rồi? Nó tự đi nha các bạn. Khi mà mình nhấn X đó, là nó sẽ tự động nó xuống xe ha. Nó tự kết nối luôn. Rồi sao vậy? Cái gì mà rối vậy ta? Ok. Và sau một pha xử lý khá là cồng kềnh thì cuối cùng mình cũng đã kéo nó lên được rồi ha. Rồi nâng lên nào, nâng lên nào. Cái gì mà xéo vậy ta? Nào 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 nào, kéo lên phải cho ngay chứ. Coi chừng rớt xe là không có tiền đền đâu. Đó các bạn thấy không? Nó kéo gì mà xéo xẹo vậy ta? Đó đó đó, trời, nguy hiểm, thằng đệ đứng xa ra. Nó đứt về một phát một, trời ơi, là xong phim đó. Rồi đệ ơi, lên xe đi chung với mình nè. Ngồi trước nha, đừng ngồi sau. Trời ơi, anh em đi chung với nhau. Hai thằng ngồi trước mới vui chứ. Kéo thôi các bạn. Nâng lên thôi, nâng lên thôi. Uầy, hơi bị chậm luôn ha. Lần nào cũng vậy các bạn. Mỗi lần mà nâng lên nâng xuống á, nó mất khá là nhiều thời gian nha. Ok, đi vô hàng thôi các bạn ơi. Để mình chạy ra khỏi sân bay rồi mình sẽ checkpoint sau nha. Ngày hôm nay mình ăn mặc cũng hổ báo cáo chồng đó các bạn. Để một chút ra khỏi sân bay mình sẽ xuống xe cho các bạn xem ha. Đại ơi, lên đây ngồi chung với mình nè. Tự nhiên có hai anh em đi chung với nhau à. Mà nó còn làm sao nó bỏ mình các bạn ơi. Chán đệ ghê luôn á. Quay qua bên đây nha. Nó nặng lắm các bạn. Nó nặng cũng không thua con xe tăng đâu. Ôi. Con xe của mình chạy không nổi luôn các bạn. Chỉ có 53, 54 thôi. À lên được 6 máy rồi, lên được 6 máy rồi. Vậy chạy đến vùng quê chân tới chiều luôn các bạn ơi. Để mình mở khóa thời gian lên nha. Time, ok. Thời tiết mình sẽ để cho nó trôi tự nhiên luôn. Bây giờ hiện tại là 12 giờ 32 hả các bạn. Mình sẽ checkpoint luôn. Mình sẽ đi giao đến một cái trụ sở cảnh sát ở miền quê nha. Đó. Quay 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 cho mình qua luôn nha. Cửa đó là cửa tự động các bạn. Đây bạn coi nè, nó sẽ tự động nó đóng lại ha. Đó, bây giờ mình sợ lắm. Anh ta bảo vệ đâu rồi ta? Anh ta bảo vệ ơi. Trời ơi, không có ai canh cổng hết vậy. Đụng luôn. Thấy ghét. Không có ai mở cửa cho mình thì mình đụng luôn các bạn ơi. Ôi, có dướng không vậy? Ý, một chút nữa thôi các bạn ơi. Còn một chút nữa thôi. À, mình quên mình có cái đèn này mà. Cái đèn này nó không có hú các bạn ơi. Nó chỉ chớp tắt như vậy thôi à. Ôi, xe cảnh sát nữa hả? Ê, cái gì vậy? Anh xe cảnh sát ơi, đừng có đi theo em. Hình như hồi nãy mình đụng ai hay sao các bạn? Mình nghe cái tiếng la. Hay là mình nghe nhầm ta? Mình quay lại thì mình không thấy ai hết à. À, anh cảnh sát đi xa rồi các bạn. Mình tưởng đâu là anh đi gần mình chứ. Chỉ có 40 mấy km trong một giờ thôi, chán vậy ta. Để mình nâng cấp động cơ nha các bạn. Cho nó mạnh một chút ha. Nâng cấp lên thôi. Engine nè. Tăng lên 4 đi cho nó mạnh. Thắng. Đây. Thay đổi chế độ luôn. Tăng thêm độ trâu bò nè. Turbo nè. Xenon headlight. Thấy. Xe vận chuyển nhưng mà chơi full đèn led nha các bạn. Tính ra là mình bật cái đèn này á, nó không có được cái gì luôn các bạn ơi. Đó bạn thấy không, xe nó dừng lại kìa, kiểu nó đá ghê chưa. Thôi tắt đi, cho mọi người chạy xe mình chạy vậy nó còn dễ hơn nữa các bạn. À mình quên chứ, hồi nãy mình nói với các bạn là để mình xuống xe mình khoe cáo ha. Để mình kiếm chỗ nào vắng vắng các bạn. Mình tấp vô để mình khoe cáo các bạn cho mình coi. Tấp vào đây đi. Được không ta? Vậy có kẹt xe không? Ơ, điện thoại đâu vậy? Điện thoại có sắt thủ ngầm các bạn ơi. Để mình kiếm chỗ nào vắng vắng đi. Nào mọi người di chuyển đi, di chuyển đi. Đèn xanh rồi, đèn xanh rồi, đèn xanh rồi. Di chuyển đi, di chuyển đi. Ơi các bạn ơi, lần này mình đi giao đường khác nè. Các bạn nhớ thông thường là mình quẹo bên tay trái không ha. Ngày hôm nay mình được đi thẳng nè. Ơi ngon vậy ta. Chỗ này thì đường xe vẫn khá là đông luôn các bạn. Ui. Ơ, chỗ này sẽ chạy được mà. Đấy, đây các bạn ơi, chỗ này vắng nè. Để mình xuống mình sẽ khoe cái áo của mình cho các bạn xem ha. Cái áo mình mua 50 ngàn ngoài chợ Hà Đông Tây các bạn. Hai cái 90, cái 50 ha. Đây các bạn.
cái áo hổ báo cáo chồn nha. Các bạn nhìn thấy cái áo là các bạn biết rồi đó, nguyên cái logo hình động hổ luôn. Nhưng mà con hổ này á, các bạn nhìn cái mặt hổ nè, giống như là hút cần vậy các bạn. Ơi, đây là đâu và tôi là ai? Vãi chưa, tiền nào của đây đó các bạn, đúng không? 50.000 mà đồ in cái hình đẹp đâu có đâu các bạn. Ờ, phía trên đây nó có dòng chữ là Nagasaki Motorcycle ha. Mà mình ấn tượng nhất là cái đầu con báo các bạn. Ở cái đầu con hổ chứ. Nhìn đúng ngáo đá luôn. Gì anh trai? Chuyện gì vậy? Đổ lại đánh nhau nữa. Em không có làm gì anh luôn á. Ồ, anh chắn sống rồi. Thằng đại em có cây xà beng. Trời ơi, xà beng quay vào đầu. Xong phi rồi. Vậy thì đánh mình nè, đánh mình nè. Mình đang đứng xuống mình khoe cái áo các bạn, tự nhiên lại đánh mình. Trời ơi. Rồi anh đệ, bây giờ nó mới chịu lên chung với mình nè các bạn. Ồ, quay các bạn nhìn mặt đệ em kìa. Nhìn mặt đúng giang hồ luôn á. Rồi. Nhìn mặt thanh niên căng vải ra, giống như hồi nãy đi siêu xe các bạn quen rồi. Bây giờ lên ngồi con xe này đó, cái mặt tỏ vẻ ra không chịu ha, kiểu như là không đồng lòng vậy đó. Ok, đi chung với mình đi, có gì hỗ trợ cho mình, ai đánh mình thì đánh lại, chút nữa mình vận chuyển xong mình chia tiền cho. Ôi sao đường này nó tùm lum tùm la vậy ta, tự nhiên nó phân ra thành hai nhánh. Rồi đến chỗ này thì khá là ok rồi các bạn. Nè, xe mũi trăng, xe mũi trăng, xe mũi trăng đụng. Ôi đập. Đừng mà anh ơi, anh trai ơi, đã bóp kèn rồi. Anh trai muốn kiếm chuyện với em phải không? Đánh chỗ nào đánh, đừng có đánh rớt non với lại rớt bất kính cái được rồi. Đấy, cứu mình, help, help, help me, help me, trời ơi. Đúng rồi, móc cái xà beng quay vô đầu nè, xà beng quay vô đầu nè. Đùa với mình hả? Đùa với mình hả? Mình chỉ bóp kèn thôi các bạn, lỡ đụng phá một thôi. Mọi người trong đây đúng hổ báo luôn á. Mình là mình không có đánh ai đâu các bạn, mình để cho thằng đệ mình nó ra tay ha. Mình đệ mình nó quánh phát nào phát nấy, phải nói là lên đề luôn các bạn. Quánh một phát một thôi, không cần đánh nhiều ha. Ở đây nó có một cái trạm đổ xăng hả ta? Mình thấy trên mạng nó có một cái bảng mốt đổ xăng các bạn. Khi mà mình chạy á, xe mình cũng có thể hết xăng ha. Mình đi vào đó mình đổ xăng. Mình thấy nó cũng hay nhưng mà cái điều nó hơi bất tiện chút xíu nên mình không có cài dấu y. Lắc xe, lắc xe. Ôi, cái gì vậy? Ôi, xe buýt này chạy đúng ẩu luôn các bạn. Không phải là ngoài đời đâu nha. Trong game tài xế lái xe buýt chạy cũng rất là ẩu luôn á. Nè, bóp kèn nè, giỡn mặt với mình nè. Giỡn mặt với mình nè. Giành đường với mình nè, ép mình nè. Ép mình nè, ép mình nè. Ép mình nè. Rồi nhanh lên đi, nhanh lên đi, nhanh lên đi. Xe buýt đây là xe buýt. Mà công nhận xe buýt này nó cũng thí dữ đó các bạn. Mình bóp kèn vậy mà không có quản hồn nha. Chứ gặp như mấy con NPC là nó quản hồn, nó chạy tùm lum tùm la rồi. Xe buýt này cũng dữ lắm á. Ôi chỗ này sao vậy? Này nào nào nào, anh Trà Rác ơi, cho em vô, cho em vô anh Trà Rác. Trời ơi, giành đường gì mà ghê vậy? Giành đường quá các bạn ơi. Xe Trà Rác nè, giành đường ghê luôn á. Ôi chỗ này nó nhỏ quá ta. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ chuyển sang chơi chế độ góc nhìn thứ nhất một chút ha. Đây, con xe này thì mình đã lấy di vận chuyển khá là nhiều rồi, nên bây giờ mình sẽ không cần review đâu các bạn. Đi vận chuyển là hơi bị nhiều luôn ha. Tính ra là từ lúc vận chuyển đến bây giờ mình vẫn chưa có đi bảo trì xe, mình vẫn chưa có sửa xe nữa các bạn. Xe này nó xuống dữ lắm rồi. Hồi nãy mà kéo con xe của cảnh sát cơ động lên á, nó muốn rớt con xe ra ngoài luôn. Đúng chán luôn ha. Rồi đang sẵn nè mọi người ơi, nhấn ga đi tiền vàng kìa. Ôi. Phải tranh thủ thôi các bạn ơi, phải tranh thủ thôi. Có một đoạn đó thôi các bạn. Để một chút nữa mình sẽ đi về bằng đường quê hết ta. Nó có hai ba đường đi lận các bạn, mình đang phân vân nè. Tại vì bữa giờ mình đi bằng đường cao tốc phía bên ngoài cũng khá là nhiều rồi. Mình định đợt này là mình sẽ đi bằng đường quê đi ha. Đi bằng đường quê một chút đi các bạn. Rồi. Mọi người ơi, cho mình xin đường nha, cho mình xin đường nha. Ngày hôm nay ngày thứ mấy mà xe đông dữ vậy ta? Ôi, xe đông ghê luôn các bạn. À quên, ngày hôm nay là ngày thứ bảy rồi. À, ngày thứ bảy rồi các bạn. Mọi người ra khỏi thành phố khá là nhiều ha. Chắc là về quê tránh dịch đây. Không biết là chút nữa mình chạy ra đến ngoài kia có chỗ nào kiểm tra hay là không nữa. Hy vọng là không có ai kiểm tra nha. Kiểm tra mà xui xui là bắt mình đi cách ly rồi các bạn. Ôi, bây giờ mình nhìn thấy cái trời hình như nó hơi chiều rồi các bạn ơi. Bây giờ là trời hình như bắt đầu nó chuyển về chiều rồi nè. Vậy là tính ra từ nãy bây giờ trong thành phố á, mình giỡn là bị nhiều luôn á.
Ồ, chỗ này xe đông nè. Ôi, chỗ này xe đông. Ê, từ từ thắng lại, thắng lại, thắng lại. Con xe này là không có thắng ABS nha các bạn. Chạy dễ đụng người ta lắm luôn á. Ôi, được rồi, tới khúc này cũng định rồi. Rồi, đụng ai rồi, đụng ai rồi. Vãi, cho đường như vậy mà cũng ráng chen vô được nữa. Không thấy mình chở con xe chà bá lửa hay là sao? Con xe này như nó cũng dính bụi rồi các bạn ơi. Để một chút nữa đi xuống dưới kia mình sẽ vệ sinh xe ha. Lau chùi dọn dẹp cho nó sạch sẽ xong rồi mình sẽ giao cho cảnh sát cơ động Việt Nam nha các bạn. Ồ, bên kia mình thấy một con xe màu xanh bơ kìa ta. Ơ, đã mất tiêu rồi. Hồi nãy mình mới thấy một con xe màu xanh bơ luôn á. Ok vậy ta. Nó lắc hay sao vậy? Trời ơi. Đây các bạn, mình sẽ quẹo vô đi bằng đường này ha. Đường này, đường kia, đường nào cũng được hết các bạn ơi. Ôi mọi người. Ôi các bạn coi nó né kìa. Né gì mà đụng tùm lum tùm la à. Chỗ này đi qua được hay là không đây? Rồi ráng chen nha, ráng chen nha. Ôi, hên quá các bạn. Nhường đường cho mình được cái đoạn này nè. Chỉ cần mình xuyên qua đường cái thôi các bạn thấy không? Kẹt xe nguyên một đoạn dài luôn. Ôi. Ok, đến đây thì mình tắt đèn ưu tiên đi các bạn. Đường quê này thì nó khá là vắng luôn. Chạy phải nói là vô tư thoải mái luôn các bạn. Khỏi cần phải bật đèn xin đường đâu. À, giống như là đi phượt lên các bạn ha. Hai bên cỏ cây đi bằng đường đất luôn nè. Nhưng mà đi phượt một phải, nhưng mà đi phượt mình sẽ dẫn chuyển ha. Đấy chưa. Ôi. À bên kia có mấy người dựng lều cắm trại các bạn ơi. Kia kìa. Đây các bạn. Mình thấy hình như có chị gái kia đang đứng một mình kìa. Để mình xuống mình hỏi chị đường đi ha. Chị gái ơi, chị gái ơi, cho em hỏi đường nào đi về miền quê vậy chị? Chị gái ơi. Ui da trời ơi. Xém xíu đến lộn rồi các bạn. Trời ơi, mình bấm lộn. Thôi 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 thôi. Đi lên xe với anh đại thôi các bạn ơi. Tiếp tục đi giao hàng thôi. Mình nên hỏi đường đi. Lỡ bấm nút cái nó đánh người ta các bạn ơi. Nhưng mà đánh không trúng ha. Và chị kia nó cũng quăng hồn bỏ. Xách dép chạy mất tiêu luôn. Đó. Rồi. Sắp đến nơi rồi các bạn ơi. Mình đó như là sắp đến nơi đó. Quay có mem hu nè. Nào hu. Trời ơi chạy kỳ vậy. Cái đường rộng thênh thang nhưng mà mem hu. Ơi. Trời ơi thắng trái bố luôn các bạn. Vãi cho mấy hưu chạy gì mà lung tung lăng tan vậy. Kìa. Ê, trời ơi. Chạy không có nhìn đường hết các bạn. Trời ơi. Mất chạy là chạy à. Mình xém đụng mấy lần luôn á. Mình mà không thắng là đụng rồi. Chán mấy hưu thiệt chứ. Để bây giờ mình xem mình đi bằng nào đấy các bạn. À, có thể mình đi được hai đường ha. Thứ nhất là đường quẹo qua phía bên tay phải này thì mình sẽ đi ra ngoài đường nhựa. Còn nếu như mình quẹo bên đây thì mình sẽ đi vào sân bay. Thôi đi bằng đường ngoài đây các bạn ha. Đi bằng đường nhựa đi. Hồi nãy mình đã chạy một đoạn mình phượt rồi. À các bạn, có chỗ bán trái cây, có chỗ bán trái cây. Xuống mua trái cây thôi các bạn ơi. À, hôm nay đi giao xe nó cũng khá là trễ luôn ha. Bây giờ là mình nghĩ tầm khoảng là 5-6 giờ chiều rồi các bạn. Rồi xuống xe đi mua trái cây nè. Đóng cửa lại nhanh để. Mở cửa ra là đi máy lạnh hết đó. Rồi em chào anh trai nha. Anh trai ơi, anh trai ở đây có bán trái cây không vậy? Anh trai ơi. Rồi em mua trái cây nè, anh có bán cho em không? Đừng có đánh em nha, đánh em là có chuyện đó. Anh trai này hiền lắm các bạn. Có anh trai kìa mới hung dữ ha. Anh trai này hiền lắm. Rồi ok, lên xe đi giao thôi anh đệ ơi. Vậy là mình nghĩ mình giao đến nơi chắc trời tối luôn á các bạn ơi. Ok, thằng đệ mình bây giờ nó giận mình hay sao các bạn? Từ nãy cho đến bây giờ nó toàn ngồi đằng sau không à. Ngồi trước với mình được tầm khoảng 1-2 lần thôi. Còn bây giờ nó toàn ngồi đằng sau không à. Ôi. Ngay chỗ này là nhà tù liên bang nè các bạn ơi. Hình như tới trong này nó có một cái chỗ quẹo bên phía tay tay trái nữa các bạn. À, ở đây nó có một đoạn quẹo tay trái nè, mình đi bằng đường này nha. Ơ sao dừng rồi? Nào. Ôi, chạy dảo vậy? À thì ra nó đang qua đường. Trời ơi. Qua đường thì qua luôn đi, mình thấy đường trống mà. Ơi, thanh niên đó. Tự nhiên đang chạy lại lùi xe. Bây giờ mọi người trong đây ngáo rồi các bạn ơi. Mọi người trong đây bây giờ ngáo rồi. Chạy tùm lum tùm la à. Mất chạy là chạy, mất ngân là ngân. Muốn quẹo là quẹo. Bó tay luôn á. Rồi nha.
Tới đường này thì nó cũng khá là ok đấy các bạn. Chỗ này vắng này. Xong phim rồi. Anh trai ơi, qua đi anh trai ơi, em xin lỗi nha. Em lỡ đụng trúng thôi, đi 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 đi. Cái gì vậy? Các bạn, trời ơi. Mà hên trúng cái anh trai đó hiền ha. Mình đụng vậy mà ảnh còn ngồi trên xe. Gặp mấy người mà ở giữa là tốt xuống đánh mình rồi các bạn. Ui, con sói qua đường nữa kìa. Trời ơi. Bây giờ mọi người ở đây loạn như vậy. Thôi 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 thôi, cho em qua nha, cho em qua nha. Mình quên quẹo xuống cái đoạn kia các bạn ơi. Tới chỗ mình giao rồi nè. Tới chỗ giao hàng rồi các bạn. Mình thấy bên phía tay trái có xe bọc thép của cảnh sát cơ động Việt Nam kìa. 1, 2, 3, 4, 5 chiếc luôn các bạn. Rất là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ quay lại chỗ này mình giao xe. Mình phải chạy cho nó đúng đường các bạn ơi. Chạy quanh xuống kia cũng được. Nhưng mà nhiều khi nó lật xe á, không có tiền đền cho người ta đâu. Rồi đó, ok. Bây giờ chắc 7-8 giờ tối luôn rồi quá. Đi giao xe lần nào cũng 7-8 tiếng hết các bạn. Ơ bà chị đó, bà chạy xe. Ê, trời ơi, mình nhường đường dữ lắm đó nha. Đây các bạn, đến ngay trụ sở cảnh sát của cảnh sát cơ động Việt Nam rồi nè. Rồi mấy anh trai ơi, em giao xe nha. À hồi nãy mình quên chứ các bạn. Mình đi từ sân bay ra mà mình quên chào người ta. Mình phải xuống mình chào mấy anh cảnh sát cơ động với lại là mấy anh trai trung đội mình ha. Chung team giao hàng với mình. Đó. Hình như nó bị kẹt cái gì đó các bạn ơi. Hay là tại chỗ này đất nó thấp ta. Ồ, đây các bạn, nó bị kẹt nè. Một bên cao, một bên thấp. Rồi, không sao đâu các bạn. Giao xe luôn. Đó. Lùi xe ra nha. Ui, cái gì vậy? Ui, ui. Để ơi, né ra, để, đừng lên xe đi chung với mình. Xe nó bị kẹt rồi, trời ơi. Đã nhảy còn hắn nó lên nè. Cái gì vậy, phân thân luôn kìa các bạn. Gì vậy anh? Ông chú. Ôi ông chú ơi, có chuyện gì vậy? Con chỉ giao hàng thôi mà. Trời ơi, quýnh rớt mất kiên, quýnh cái nón hàng hiệu con rồi. Rồi, cho ông chú biết, cho ông chú biết nè, cho ông chú biết nè. Cái mắt kính với lại cái nón hàng hiệu của mình các bạn. Trời ơi, quýnh sao mà rớt đồ của anh ta rồi. Đây là mặc áo khoác hay dởm nha các bạn. Áo khoác thì mua ở ngoài chợ nó hơi rẻ xíu ha. Nhưng mà mất kiên với lại là nón mình chơi đồ hiệu không á. Hàng hiệu China nha các bạn. Rồi, ở bên kia có anh nhân viên y tế luôn kìa, đến chăm sóc luôn các bạn. Đó. Đúng ngay chỗ này cũng là ngay chỗ trung tâm y tế luôn các bạn. Vừa là trụ sở cảnh sát mà vừa là trung tâm y tế ha. Để mình đậu xe vào đây đi cho nó ngay. Đó. Quanh qua, quanh qua, quanh qua, quanh qua. Ok. Rồi. À mình quên, để mình vệ sinh xe các bạn ơi. Để mình làm xe cho nó sạch sẽ đã, trước khi mình giao ha. Mình quên chứ. Mở cửa ra. Rồi. Nè. Fit lại nè. Lean một phát nè. Rồi đó. Vệ sinh xe xong rồi các bạn. Các bạn thấy mình vệ sinh xe nhanh không? Ok. Mang xe cảnh sát cơ động Việt Nam ơi. Em đến đây em vô xe nha. Xe em đậu ở bên đó đó. Rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vào đây cho các bạn xem nè. Wow. Nguyên cái trụ sở nhìn đúng đẹp luôn các bạn ha. Ôi, 8 giờ mấy rồi các bạn ơi, gần 9 giờ tối rồi. Ôi, cảnh sát cơ động Việt Nam cầm AK này nha các bạn. Vô đây mà lộng xộng là cầm súng bắn liền luôn đó, không giỡn đâu. Đó các bạn thấy không, cầm súng các kiểu nè, phía bên đây nè. Đó, ok, vậy là chuyến hàng ngày hôm nay mình đi giao đã thành công rồi các bạn. Phải nói là hơi bị cồng kềnh chút xíu ha. Nhưng mà miễn sao giao hàng đến nơi là ok rồi. Ơ, cái gì vậy? Vừa lên xe một phát một ơi, cái dàn răng của mình nó bị hư hay sao đó các bạn. Nó phóng lên một cái một luôn. Ôi ơi. Nguy hiểm lắm nha các bạn. Cái đó mãi lưng gần á, nó thúc một phát một là lên đè đó, không giỡn được đâu. Rồi ok, vậy là mình đã đi vô hàng thành công rồi các bạn. Ngày hôm nay chuyến hàng cũng khá là ổn định luôn nha. Rồi giờ mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video ở đây thôi các bạn ơi. Cái chuông điện thoại của sát thủ ngầm nè, cái trụ điện thoại, cái trụ điện thoại. Ui da trời, xong phim rồi. Bà cô đứng kế bên thì không thấy bạn ơi. Trời. Vậy mà còn nhận nhiệm vụ được đó hả? Cái gì hay vậy bạn? Coi kìa, mình đuổi sao mà bái thay cái trụ điện thoại luôn. Vậy mày vẫn còn tiếng chuông. Thôi theo dõi ai, bỏ đi các bạn ơi. Ngày hôm nay mình đi vận chuyển mà, mình không có làm thêm nhiệm vụ đâu. Nhiệm vụ đó thì ngày hôm sau mình sẽ để cho nó ở bên sát thủ ngầm ha. À cái trụ đây nè. Ơ à, ghê vậy.
Cái gì mà ghê vậy? Sao anh trai? Sao anh trai? Đứng nhìn cái gì mà đứng nhìn? Hả? Đứng nhìn cái gì mà đứng nhìn? Đó, các bạn thấy ngày hôm nay mình dắt theo thằng đệ hữu ích chưa? Ai mà đánh mình là nó sẵn sàng đánh liền nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ kết thúc video đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh với. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.